Bắt đầu từ tháng 9 âm lịch, cá trích tượng đạn kéo về vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sinh sống. Người dân rộn ràng chạy thúng ra khơi, săn cá mưu sinh. Để bắt cá trích, người dân thường đi biển lúc khoảng 3 giờ sáng. Lúc này biển êm, rọi đèn dễ dàng nhận biết chỗ nào có cá. Chỉ cần một thúng lưới khoảng 10 tay lưới, dài khoảng 1.000 mét. Nếu trúng luồng cá, người dân sẽ thu về 500 kg cho đến 1 tấn cá trích cho một lần bủa lưới. Hiện 1 kg cá được thương lái thu mua dao động với giá 15.000 đến 40.000 đồng. Bà con ngư dân cho biết, đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, có nhiều chỗ nông sâu, đã tạo ra môi trường sống lý tưởng cho cá trích. Tháng 9 âm lịch hàng năm, cá trích về đây sinh sống nhiều. Niềm vui được mùa cũng đến với bà con ngư dân vùng biển Gò Công, Dàm Láng, tỉnh Tiền Giang, cho tới Ba Tri, tỉnh Bến Tre và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Nơi đây đang rộn ràng vào mùa cá đối. Những ngày qua thì biển động, cá đối đã dạt vào ven bờ biển nhiều nên ngư dân đánh bắt được sản lượng lớn. Từ những ghe lớn lưới dài cho tới các ghe nhỏ sử dụng lưới thô sơ đều dễ dàng bắt được cá đối. Sau khi đánh bắt, cá được phân loại, cá đối thường loại nhỏ có giá từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký, trong khi cá đối trứng có giá cao hơn gấp đôi. Càng gần cuối năm, tỷ lệ cá đối trứng đánh bắt được càng nhiều hơn.